Van Gogh là họa sĩ thiên tài khi ông biến một lọ hoa hướng dương bình thường trở thành tác phẩm nghệ thuật. Người ta càng yêu thủ đô Hà Nội nhiều hơn sau khi xem những bức tranh về phố cổ của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Và cũng chỉ có những người nghệ sĩ mới biến sự máu lửa của những trận đấu bóng đá thành tình yêu, hòa bình và những vẻ đẹp muôn màu. Odo này là một giải đấu lâu đời và rất là uy tín của lục địa già, sẽ có rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều ý nghĩa diễn ra trên đất Pháp, và đó là một tình yêu lớn mà tôi muốn gửi gắm của mình qua những bức họa với tình yêu thể thao và cụ thể là một mùa Odo. Người họa sĩ thường nói hội họa là cách phản ánh thế giới, nhưng đó cũng là cách để con người nhận thức thế giới. Ký Euro này, họa sĩ An Thắng thể hiện những tác phẩm của mình với chủ đề chính là tình yêu. Tình yêu giữa những cổ động viên trên thế giới đến với nước Pháp, sự đoàn kết của những quốc gia giữa một liên minh châu Âu đang gặp vô vàn khó khăn. Và qua những tác phẩm của anh, người xem cảm nhận được thêm tình yêu với bóng đá, với một nước Pháp lãng mạn, với một không khí Euro đang sôi động. Những tác phẩm của họa sĩ An Thắng tập trung khai thác những nét đẹp của bóng đá châu Âu, nhưng anh không quên thể hiện quan điểm của mình trước những tệ nạn của xã hội xung quanh mùa bóng này. Euro là một ngày hội bóng đá rất là lớn, và chúng ta gọi là một người hâm mộ thì chúng ta hãy tận hưởng bầu không khí đó đi, trọn vẹn trong vòng một tháng đi, và chứ đừng có sa đà vào cá độ, vào những cái thú vui không lành mạnh thì sẽ ảnh hưởng rất là xấu cho đến có thể là công việc, có thể gia đình, tài chính của chúng ta. Cuộc sống luôn phức tạp, và giữa chốn phức tạp, người nghệ sĩ phải thật tĩnh tâm để có thể tạo nên được những tác phẩm bằng tâm hồn. Có những trận bóng đá, nó cũng cần phải được theo dõi bằng những khán giả đến với nó bằng tình yêu chân thật, chứ không chỉ vì những trò đỏ đen.